Chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Thưa quý vị, việc đưa ra một chiến lược đầu tư thích hợp sẽ giúp quý vị sử dụng tài chính một cách hiệu quả. Và một trong các chiến lược đó được rất nhiều các trader áp dụng vào trong thị trường crypto. Đó chính là chiến lược quân bình giá, còn gọi tắt là DCA. DCA hay còn gọi là Dollar Cost Averaging là chiến lược quân bình giá. Đây là chiến lược mà trong đó các nhà đầu tư cần phải chia cái số tiền, số tài khoản của quý vị ra cho các giao dịch định kỳ hoặc theo từng các mức giá khác nhau của một loại coin, một loại token nào đó. Và hiểu một cách đơn giản thì chiến lược quân bình giá là việc phân nhỏ số tiền đầu tư thành nhiều phần khác nhau thay vì đầu tư tất cả vốn vào một lần. Tất nhiên, quý vị sử dụng bất cứ một chiến lược nào thì nó cũng có những cái ưu điểm hoặc là nhược điểm riêng. Thì quý vị cũng phải lưu ý một số điều khi quý vị áp dụng cái chiến lược quân bình giá vào trong thị trường crypto. Đó là quý vị phải xác định được xu hướng của thị trường. Thị trường nó đang lên hay là đang xuống hay là đang điều chỉnh. Quý vị áp dụng vào trong lúc thị trường nó đang up trend, tức là đang lên, thì cái lợi nhuận của nó sẽ không được cao. Ngược lại, quý vị áp dụng vào trong những cái thời điểm khác thì nó sẽ tránh được những cái rủi ro, những cái tổn thất, cháy tài khoản. Quý vị cũng chỉ nên đầu tư áp dụng cái chiến lược này vào những cái coin top, coin nền tảng nó có cái khả năng thanh khoản lớn, khối lượng giao dịch lớn. Và quý vị cũng cần có một cái mức cắt lỗ, chốt lời cụ thể. Về cái phần hạn chế khi quý vị áp dụng cái chiến lược này, đó là lợi nhuận không được cao. Tất nhiên, quý vị giao dịch nhiều đồng nghĩa với cái việc phí giao dịch nó cũng nhiều. Vì vậy, quý vị cũng chỉ nên giao dịch ở những cái sàn lớn, sàn uy tín. Về cái phần ưu điểm, với một cái thị trường biến động mạnh như crypto thì áp dụng chiến lược quân bình giá là một điều rất cần thiết với bất cứ một trader nào. Bởi vì nó sẽ tránh được những cái quyết định theo cảm xúc, nhất là các nhà đầu tư mới khi bước vào thị trường. Thường thị trường đi xuống thì cái nỗi sợ hãi, sự lo lắng nó sẽ đến. Và thị trường đi lên thì lòng tham lại nổi lên. Đó. Vì vậy, áp dụng cho mình một cái chiến lược cụ thể là một điều rất cần thiết. Để áp dụng vào thực tế thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái cặp cách USDT trên sàn Binance.com. Thì quý vị thấy ở đây thị trường nó đang biến động rất mạnh và nó có xuống đi xuống đây này. Ví dụ với một số vốn ban đầu là 1.000 đô thì quý vị có thể chia làm 3 đến 5 lệnh để mua vào. Trường hợp quý vị đặt lệnh trên các sàn tập trung thì quý vị cứ đặt lệnh và treo đó thôi. Trường hợp mà quý vị chơi các sàn phi tập trung thì quý vị phải canh. Đó, phải mất thời gian canh. Rồi. Ví dụ ở đây. Lần thứ nhất tôi bỏ 200 đô ra. Tôi mua cất. Cái lúc đấy giá nó đang 20 đô thì tôi được 10 cất này. Đó, đây. Ví dụ tôi mua
lúc giá 20 đô thì nó tận trên này này. Rồi, tôi vừa mua xong thì thị trường nó lại tiếp tục đi xuống. Đó. Thì lần hai tôi lại đặt mua ở cái mức giá là 15 đô. Nhưng lần này tôi sẽ bỏ một cái số tiền là 220 đô. Thì nó khớp lại và tôi được 14,66 cách. Đó. Ví dụ đây, tôi mua ở cái mức giá 15 đô. Rồi. Sau khi khớp lệnh thì thị trường nó lại tiếp tục đi xuống. Đó. Thì lần thứ ba tôi lại đặt mua ở cái mức giá là 10 đô. Nhưng lần này tôi bỏ cái số tiền ra là 250 đô. Thì đây là cách gọi là áp dụng cờ bạc vào trong chơi coin. Lần sau tôi sẽ bỏ cái số tiền nó lớn hơn lần trước một chút. Đó. Thì với cái giá 10 đô và cái số tiền tôi bỏ ra là 250 đô thì tôi mua được 25 cách. Đó. Thì tức là sau 3 lần mua thì tôi cũng gần bắt được đáy của nó lên này. Sát đáy luôn đấy. Đó. Rồi. Bây giờ tổng số tiền của 3 lần mua hết 670 đô. Tôi mua được 49,66 cách. Bây giờ quý vị thử làm một phép tính thôi. Nếu lần đầu tiên mà quý vị bỏ 670 đô ra mua cách cái lúc giá nó đang 20 đô đây này. Đó. Thì quý vị cũng chỉ được 33,5 cách thôi. Đó, quý vị thấy chưa? Còn tôi chia thành 3 lần như thế này thì tôi được 49,66 cách. Đó, đây là một cái lợi thế khi quý vị áp dụng cái quân bình giá vào. Thì quý vị thấy ở đây giá nó đang 20 mà nó tụt một phát về 10 thì quý vị cũng sốt ruột lắm chứ, bị chia tài khoản rồi. Đó. Và thậm chí là nó còn xuống nữa, có khi là chia tài khoản nữa, thậm chí là cháy tài khoản. Đó. Rồi. Thì sau đó thị trường nó sẽ đi lên. Và quý vị cũng làm một phép tính. Chỉ cần cách nó lên đến 12, hơn 12 đô thôi là tôi có thể hòa vốn rồi. Quý vị thử tính. Đây, 49,66 cách. Mà chỉ cần lên giá nó lên 12,5 đô thôi là tôi có thể thu hồi được vốn. Còn cái này thì sao? Cái này mà quý vị mua cái mức giá 20 đô mà quý vị được có 33,5 cách thôi thì quý vị phải chờ đến bao giờ giá nó mới lên? Đó, rất rất lâu và không thể nói trước được bao giờ mới thu hồi được vốn nếu lần đầu quý vị mua luôn ở cái mức giá 20 đô này. Thì sau 3 lần mua, khi thị trường nó đảo chiều đi lên thì tôi cũng đặt 2 hoặc 3 cái lệnh để tôi bán ra, tùy quý vị. Làm sao mà quý vị, quan trọng là phải thu hồi được vốn, bảo toàn được vốn. Còn cái phần lãi thì quý vị có thể thả lỏi, mặc cho thị trường nó lên hoặc xuống, nó cũng không ảnh hưởng đến quý vị. Đó. Quan trọng nhất là quý vị phải thu hồi được vốn, thu hồi được gốc. Ok chưa? Rồi. Thì hy vọng rằng qua cái video này, quý vị sẽ có một cái chiến lược áp dụng vào trong chơi coin. Đó chính là cái chiến lược quân bình giá. Và áp dụng vào thời điểm, thời gian nào, nó cũng là một cái vấn đề. Hy vọng quý vị sẽ sử dụng.
áp dụng một cách hiệu quả vào trong chơi coin. Tôi xin kết thúc video tại đây.